thay mặt cho gia đình của bé cùng với nhà hàng Tháng Việt gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách có mặt tại buổi tiệc tối ngày hôm nay. Và không để quý khách chờ đợi lâu hơn nữa, kính xin quý khách cùng vui lòng cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón gia đình nhỏ của bé Linh Sang cùng bước lên sân khấu ạ. Vâng, và kính thưa quý khách, hiện diện trên sân khấu lúc này là gia đình nhỏ vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc nhất của tối ngày hôm nay. Gia đình của bé Linh Sang xin được phép cúi đầu chào quý khách ngồi bên dưới ạ. Vâng, và kính thưa quý khách, người ta thường có câu là con cái không chỉ là con cái, mà con cái còn là ước mơ to lớn của bố mẹ. Và ngày hôm nay, khi nhân dịp bé Linh Sang của chúng ta vừa tròn 1 tuổi, và cũng là để chắp cánh cho ước mơ đó của bố mẹ bé để dành tặng cho bé, thì gia đình nhỏ của bé đã làm một bữa tiệc thật là đậm ấm và thân mật. Kính mời quý khách đến đây để cùng chung vui với gia đình. Và xin quý khách cùng vui lòng cho một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón ông ngoại của bé Linh Sang cùng bước lên sân khấu. Có đây lời muốn chia sẻ với quý khách ạ. Kính thưa quý Hoàng á, bà nội đã dành ít thời gian đến dự bữa tiệc cháu ngoại tôi, mà gia đình tôi có gì sơ sót xin bỏ qua cho, xin cảm ơn. Quán nam, chúc mọi người ngon miệng. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ rất chân thành từ ông ngoại của bé Linh Sang. Và đến kỷ niệm để cùng cắt bánh và thổi nến chúc mừng cho sinh nhật đầu tiên của bé ạ. Và kính mời quý khách ngồi bên dưới cùng hòa chung một không khí để dành tặng cho bé Linh Sang của chúng ta cái khúc Happy Birthday, có được không ạ? Vâng ạ, xin mời. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Và cuối cùng thì cảm ơn quý khách, chúng ta cùng nâng ly lên để chúc mừng cho sức khỏe của gia đình bé. Và chúc riêng cho bé Linh Sang của chúng ta sẽ mau ăn chóng lớn và nhanh chóng trở thành một con ngoan trò giỏi của gia đình. Lê đâu hả? 1, 2, 3. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách có một buổi tiệc thật vui vẻ và ngon miệng. Gia đình nhỏ của bé Linh Sang chúng ta cùng hưởng đến ạ. 1, 2, 3.